lấy á, Vi ra lấy. Mẹ lấy cho Vi nhá. Mẹ lấy cho Vi nhá. Vi ơi, lấy cho bạn đi. Đứng ở đây thôi, đứng ở đây. Mẹ gọi nhá. Cưng ơi. Bạn ăn chưa hả Vi? Cỏ á, đây còn lấy cái lá xem nào. Lấy cái lá đi. Nga ơi á, con gọi đi. Rồi con vứt xuống cho bạn. Nấu mân cái lá, lá cỏ. Ồ. Bạn bạn gọi như thế nào nhỉ? Mình mà cho nó ăn ngày mai mình mà rơi xuống đây nó cứu mình luôn. Sao này nó cứu mình tốt. Mình cứ cho nó ăn thường xuyên là nó cứu mình luôn. Thế, thế mình muốn ngã xuống mình đấy để cho ăn, nó cứu mình à mình. Run. Điên. Điên à. Kinh. Chết đi. Nào 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 mang đây cô làm thế nào. Con run đấy mà nó bắt đầu là nó cũng ăn đấy. Đi lấy ra, đi lấy đi. Đâu mẹ làm cho xem nào. Rồi đi giật đi. Đây mẹ làm nhá. Đây này Vi này. Cười, em bé mới được 19 tháng. Em bé được 1 tuổi rưỡi. Ừ, em sắp biết đi nhỉ, cho em sắp biết đi rồi. Vi ơi, Vi vứt xuống đi. Con vứt xuống cho bạn. Gọi bạn chứ con gọi bạn như thế nào. Đây đây. Ăn đi. Đây xem nào. Nó nói không đau thì nó không có răng. Thôi đừng làm như thế. Đấy nó bảo không được đâu. Vi nhở? Bạn nói gì đấy Vi? Bạn nói gì đấy? Bạn nói chắc nó hát. Này mà hát thì hay lắm đúng không? Tách là cái gì con? Lá nhá. Đây con. Đây Vi này. Con phải gọi bạn nữa chứ. Gọi Nga ơi à.